tiếc phần 14 của bộ truyện là một tên sư phụ lười nhát, nhưng tất cả đồ đệ của ta đều là chư thiên đại lão tương lai. Hách nhàn dù chẳng muốn xen vào chuyện của tiểu tử trưởng quầy kia, nhưng vì hệ thống đã đề cập nên hắn cũng đành bước lên phía trước. Trong miệng còn lầm bầm, đáng ghét, ta thực sự không muốn trở thành thánh mẫu lấy ơn báo oán mà. Tuy nhiên nói gì thì nói, phần thưởng mở rộng lần trước đúng là quá ngon. Đây cũng là lý do chính khiến hách nhàn không một tiếng động đằng đằng sát khí tiến về phía khôi nha hắn khẽ đánh tiếng gọi này rồi thình lình hách nhàn tung chiêu ấn mạnh đầu khôi nha xuống mặt đất ra vẻ bất đắc dĩ nói lớn ngại quá chỉ còn cách ủy khuất cho người thôi một trường này của hách nhàn làm mặt đất xung quanh uỳnh uỳnh vỡ ra tiểu nhị to bự kinh ngạc há hốc mồm chấn động cũng không dừng lại ở đó uy lực của nó còn lan ra làm nứt vỡ đến cả tường quán trọ còn khôi nha thì khỏi phải nói sau khi ăn một trường này đã nằm vật ra đất trực tiếp bất tỉnh nhân sự để lại trước mắt mọi người là một đống phế tích đổ nát của quán trọ. Hách nhà nhìn hậu quả mình gây ra mà toát mồ hôi, trong lòng thầm kêu, thôi chết mẹ, lại lỡ dùng quá sức rồi. Hắn thở dài, xác định lần này coi như tiêu rồi. Thế là hách nhàn vô cùng thức thời, chủ động nhận lỗi để được khoan hồng. Hắn ngồi xuống bàn bạc với thiếu niên tiểu trưởng quầy. Thật ngại quá ha, ta không có kinh nghiệm nên kiểm soát lực không tốt, ta sẽ bồi thường theo giá. Thiếu niên sau khi chứng kiến một màn vừa rồi, lại nghe hách nhàn khách khí như vậy thì chỉ thấy thụ sủng nhược kinh, đầu toát mồ hôi vội nói: "Không, không cần, không cần, tiên trưởng đại nhân, tôi rất hân hạnh được ngài phá hủy nhà tôi, sao dám đòi bồi thường cơ chứ?" Trước ánh mắt ngơ ngác của hách nhàn, thiếu niên cung kính quỳ xuống cúi đầu tạ lỗi, lúc trước tại hạ không biết thân phận tiên trưởng. Thiếu niên điên cuồng tự tát vào mặt mình mắng: "Đắc tội nhiều, tội đáng chết vạn lần!" đáng chết đáng chết. Hách nhàn nhìn một loạt hành động của hắn, khóe miệng giật giật tự hỏi, người tu tiên ở thế giới phàm nhân được tôn kính như vậy sao? Đây có phải là tiểu tử ngang ngược kiêu ngạo vừa rồi không? Cuối cùng hách nhàn cũng không đành lòng để hắn tiếp tục tự vả. Nâng tay ra hiệu nói. Được rồi, được rồi. Mau đứng dậy đi. Ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Tiểu trưởng quầy sau đó đối hách nhàn bày ra biểu cảm ngoan ngoãn như một con cún. Trông chờ được vị tiên trưởng trước mắt hỏi thăm. Hách Nhàn ngồi ở một phiến đá nhỏ, hai tay chống lên đùi, không phụ lòng hắn mà cất tiếng hỏi, "Nói cho ta biết, thành chủ chết tiệt trong miệng các ngươi là chuyện gì đã xảy ra?" Thiếu niên nghe Hách Nhàn hỏi về vấn đề này thì có hơi bất ngờ, miệng vô thức lặp lại, "Thành chủ sao?" Trên màn hình hệ thống có ghi mục tiêu nhiệm vụ chính tuyến lần này là Nacha, vị trí lại ở phủ thành chủ, điều này làm Hách Nhàn không khỏi nghĩ đến, đây rất có thể là thành chủ trong miệng bọn họ. Hách Nhàn bắt đầu dò hỏi cụ thể hơn lúc trước nghe khẩu khí của ngươi. Thế nào nhỉ? Hắn là người xấu à? Thiếu niên thành thật trả lời. Bẩm báo tiên trưởng. Hiện tại là như thế. Nhưng trước kia cũng không phải. Hai năm trước thành phố An Thái dưới sự cai trị của thành chủ đã có điều kiện dồi dào. Xã hội ổn định. Dân chúng giàu có. Hạnh phúc. Hách nhàn nghe thế càng tò mò tiếp lời. Sau đó thì sao? Thiếu niên bất bình kể tiếp. Nhưng từ đầu năm nay, không hiểu vì sao hắn ta bỗng dưng trở nên tê dại và đần độn. Dù không làm điều ác lớn nhưng lại thờ ơ, không quan tâm đến nỗi khổ của dân chúng, thậm chí còn không màng đến sinh mạng của người dân, tăng thuế rất nặng chỉ để bản thân được hưởng lạc, khiến cho cuộc sống của người dân trong thành phố ngày càng tồi tệ, khiến họ bắt đầu kêu ca than vãn, mọi người thậm chí còn nghi ngờ rằng hắn ta đã bị tà ma nào đó điều khiển. Hách Nhàn bất ngờ với giả thuyết này, theo phản xạ hỏi lại: "Tà ma sao?" Thiếu niên hiển nhiên đáp: "Nếu không làm sao có thể xảy ra thay đổi lớn như vậy?" không thể nào giải thích được hách nhàn nghe hắn nói vậy cảm thấy cũng đúng thiếu niên lại nghi hoặc hướng hách nhàn nói tiên trưởng chúng tôi mạo muội hỏi một câu ngài hỏi han vị thành chủ là có ý định trừ khử mối họa cho dân chúng hay sao hách nhàn gãi đầu đỏ mặt cười phớ lớ hi 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 đương nhiên rồi vì dân chúng trừ hại kẻ gian là trách nhiệm không thể chối từ mà ai biết hắn chỉ đơn thuần là làm nhiệm vụ thôi đâu thiếu niên nghe hách nhàn nói vậy thì vô cùng thán phục khen không hổ là tiên trưởng quả nhiên chính nghĩa. Nhưng rồi hắn lại xua tay nhắc nhở, nhưng ta khuyên ngài ngàn vạn lần không nên làm như vậy. Hách nhàn khó hiểu hỏi, hả, tại sao, ngươi không phải rất chán ghét vị thành chủ kia sao? Thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc giải thích, đúng là rất đáng ghét, nhưng vị thành chủ kia lại không đơn giản như ngài nghĩ đâu. Hách nhàn không ngại học hỏi, ồ lên một tiếng dục hắn, nói đi. Thiếu niên kể lại, ngày xưa thành chủ cũng là một vị tiên giả, lúc trước từng không cẩn thận đắc tội với một người ở tông môn ngoài thành hắn bị thành chủ đánh gần chết nhưng không ngờ rằng kẻ đó lại là công tử đứng đầu tông môn dẫn đến hơn trăm tu tiên giả tìm tới cửa trả thù nhưng ngài đoán xem thế nào chứ cả tông môn đều bị thành chủ đánh cho tè ra quần hách nhàn nghe tới đây thì càng thêm chắc chắn vị thành chủ này chính là na cha không còn đường lui nữa rồi thiếu niên vẫn nói tiếp chưa dừng lại ở đó tông môn kia không biết dùng thủ đoạn gì lại mời chân thần tiên trên thiên cung đến hỗ trợ đây chính là chân thần tiên hàng thật giá thật nhưng tiên nhân kia thấy thành chủ thì bịch một tiếng liền quỳ xuống tiểu trưởng quầy còn đối với hách nhàn nói thêm ta biết tiên trưởng không tin ta nhưng đây là ta tận mắt nhìn thấy đấy hách nhàn giả ngu ngoái mũi không đáp nhưng trong lòng đã thừa biết sao có thể không tin vị thành chủ kia là con trai của lý thiên vương ai mà dám không quỳ chứ nhưng hách nhà nghĩ kỹ lại cảm thấy không đúng. Sao hắn đến thành trì phàm nhân làm thành chủ? Hơn nữa yêu quái nào dám nhập vào hắn được? Giải quyết việc này chỉ có cách mục sở thị mới biết được. Hách nhàn không chỉ hoãn đứng lên, ngắn gọn ra lệnh cho tiểu tử trưởng quầy. Được rồi, ta đã biết. Chúng ta đi thôi. Ngươi dẫn đường đi phủ thành chủ. Tiểu trưởng quầy nghe lời này thì giật mình thốt lên. Cái gì? Hắn toát mồ hôi. run rẩy nói. Tiên trưởng, ngài vừa rồi không nghe ta nói sao vị thành chủ kia chính là tồn tại ngay cả thiên thượng thần tiên cũng không thể trêu vào đó hách nhàn nói thẳng người ta tìm chính là thành chủ của các ngươi ta còn đang vội đi thu nhận đồ đệ đây này thiếu niên trưởng quầy nghe thế thì hai mắt sáng lên thu nhận đồ đệ hắn đây là gặp phải một vị đại lão chân chính sao thế là hắn chẳng còn sợ hãi mà hăng hái đuổi theo nói tới nào tới nào ta sẽ đưa ngài qua đó một lúc sau thiếu niên trưởng quầy và hách nhàn cùng nhau đồng hành trên một con đường lớn thiếu niên sán lại vui vẻ giới thiệu tiên trưởng đại nhân ta tên là lục thế nhất ngươi gọi ta là a nhất là được hách nhàn liếc hắn chẳng quan tâm đáp không có hứng thú biết chỉ cần dẫn đường cho ta là được a nhất không từ bỏ bám sát hách nhàn nói đừng lạnh nhạt thế chứ ta biết đại nhân vật như ngài chắc hẳn đã sớm dứt khoát cắt đứt hết mọi ham muốn trần tục nhưng như vậy thì thật nhàn chán quá ha A nhất càng nói càng hăng, một mình thao thao bất tuyệt tự hỏi tự trả lời. Tiên trưởng, ngài nhất định là có xuất thân từ danh môn tu tiên nào đó đúng chứ? Ừm chắc chắn là thế rồi. Ngài xuất thân như vậy thật khiến người ta phải hâm mộ. Từ nhỏ đã có thể nhập tiên đạo. A nhất tỏ vẻ buồn bã vỗ ngực nói, ngược lại xuất thân tầng dưới chót như bọn ta sẽ không may mắn như ngài. Hách nhàn nghe hắn nói cả một chàng chỉ cụt lùn đáp, không hứng thú. Nhưng A nhất vẫn không dừng bi thương kể lể. Phụ mẫu của ta chỉ là tiểu thương nhân bình thường, muốn tu tiên quả thực không có khả năng." Hách Nhàn khó chịu cau mày nhắc lại, "Này, ngươi có nghe ta nói không thế, ta nói không có hứng thú cơ mà." A Nhất vẫn tiếp tục tự thuật, "Nơi ta sinh ra đã không tốt, lại gặp phải tên thành chủ vô tích sự này." Hách Nhàn mặt càng lúc càng thối, mắt mũi miệng nhăn thành một đoàn, "Hắn đã nói là không có hứng thú mà." A Nhất bỏ ngoài tai lời Hách Nhàn, cái miệng như gắn động cơ bô bô không ngừng mọi người đều nói rằng số phận của ta do ta quyết định. Nhưng với những người cùng tầng lớp thấp như bọn ta làm gì có lựa chọn nào đâu, rào cản giai cấp sớm đã bị bọn người thượng đẳng ép cho chết rồi. Hách nhàn vỗ chán nghiến răng tự nhủ, phải cố chịu đựng, nó vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ này rõ ràng không phải người thường mà là một cỗ máy nói, nó vẫn tiếp tục tra tấn thính giác hách nhàn, răng tầm mắt, mạng lưới, quan hệ, hình thức tư duy đều kém hơn quá nhiều, vạch xuất phát của người khác, thậm chí còn là đích đến của chúng ta. Thậm chí có khi mãi mãi không thể chạm tới được. Mệnh thứ nhất, vận thứ hai, phong thủy thứ ba, xếp mệnh lên hàng đầu cũng không phải là không có lý do. Hách nhàn đã thực sự không thể chịu đựng nổi, bùng nổ tức giận mà dẫm bùng bộp vào tảng đá cạnh A nhất quát. Ta đã nói là không có hứng mà, tai ngươi bị điếc hay gì. A nhất toát mồ hôi trước sát khí giữ tợn của hách nhàn, lúc này mới thức thời hô lên. Biết rồi biết rồi, ta sẽ ngậm mồm lại. Hai người yên lặng đồng hành được một lúc. A à Nhất vẫn là không nhịn nổi mở lời, tiên trưởng ngài quả quyết không muốn nói chuyện phiếm sao? Cuộc sống trần tục có thể giúp ngài đạt được sự giác ngộ và đột phá trong tu luyện cũng không chừng. Hách Nhàn không cần nghe hắn nói hết đã đau khổ ôm đầu gào lên, "Trời ơi, sao lại nhặt được cái con quái vật lắm lời này vậy chứ? Xác thực là một cực đối lập với huyền nữ luôn ấy." Trong lúc đó ở quảng trường phía sau phủ thành chủ, một con bạch hổ khổng lồ hai chân đứng thẳng dáng vẻ uy mãnh đối diện với na cha bạch hổ nghiến răng dạy dỗ tiểu na cha phụ vương ngươi cho ngươi hạ phàm rèn luyện không phải là để cho ngươi làm hôn quân na cha ngoái tay không thèm để ý đáp hừ đó là điều mà đám tiện dân ấy xứng đáng phải chịu đựng bạch hổ nghe vậy càng thêm giận dữ khó tin tiện dân sao trước đây tuy rằng ngươi ngang ngược nhưng không đến mức nói ra những lời như vậy nếu không phải ta ngay lúc này đang đứng trước mặt ngươi ta thực sự nghi ngờ ngươi bị thứ tà ma gì đó nhập vào rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến ngươi thay đổi lớn như thế? Na cha nhàm chán nói, hồ sư phụ, ngươi từ khi nào thì nói nhiều lời thừa thãi như thế vậy? Rốt cuộc xuống dưới đây làm gì? Là theo lệnh của phụ vương đưa ta về sao? Bạch hổ không giấu giếm trả lời, cũng không có gì to tát, chỉ là thiên vương phái ta đến đánh cho ngươi tỉnh thôi. Na cha nhếch miệng cười gần khiêu khích, ồ, thế sao? Vậy thì tốt quá, vì đồ nhi sớm đã muốn tìm cơ hội so tài thực sự với sư phụ rồi. Bạch hổ không do dự trụng hai tay tung trưởng quát, vậy thì làm theo ý nguyện của ngươi đi. Linh lực từ tay hắn bắn ra tạo thành vô số tấm lưới phủ lên người Na Cha. Dần dần chúng kết thành một cái kén bao lấy Na Cha không một kẽ hở. Bạch hổ tự tin tỏa ra uy áp nói, để ta cho ngươi thấy bước đột phá mới nhất của ta, phong ấn thuật mà ngay cả thiên vương cũng khen không dứt miệng này. Dứt lời hắn gầm lên một tiếng dữ tợn, lập tức xiềng xích mang theo lôi quang từ khắp các phía bao vây lấy cái kén một đòn này gọi là thiên tỏa chưa dừng lại ở đó bạch hổ còn tiếp tục huy động linh lực điều khiển kết giới từng sợi linh lực màu xanh như những sợi tơ luồn lách từ phía xa liên tục bổ khuyết cho cái kén không cho kẻ địch một kẽ hở trốn thoát chiêu này gọi là thủ tâm bạch hổ đắc ý tuyên bố xiềng xích thuộc tính lôi sẽ khiến cho không gian xung quanh bị tê liệt kết hợp với sợi tơ siêu tốc ngươi không thoát nổi đâu nhưng để chắc chắn ta còn mượn một món trí bảo mà người bình thường không dám tưởng tượng. Ngón trỏ và ngón cái từ hai bàn tay bạch hổ trụm lại, kim quang từ đầu ngón tay sáng lên. Một tòa tháp vàng rực xuất hiện trên tay hắn, chính là thất bảo linh lung tháp của thiên vương.